Xin chào mừng tất cả anh chị em, chúng ta đã trở lại với channel YouTube Lee Robert của Linh. Và chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ tối hàng tuần. Và để chúng ta là những người đầu tiên nhận những cái video đầu tiên thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Và chúng ta hãy share cái video này tới cho những người bạn. Và chúng ta hãy nhớ đó là bấm vào nút chuông để chúng ta trở thành người đầu tiên nhận được video mỗi lần mà Linh upload lên trên kênh YouTube. Và chủ đề ngày hôm nay mà Linh muốn chia sẻ với tất cả anh chị em chúng ta, và Linh nhận được rất nhiều cái comment khi mà Linh đã upload lên, đó là bộ 30 cái video về cái cách làm thế nào để chúng ta hoàn thiện và chúng ta phát triển bản thân, 30 ngày để chúng ta thay đổi và phát triển cái cuộc sống của mình, cải thiện từ mối quan hệ, từ về tài chính, từ về cái sức khỏe của chúng ta. Thì có rất nhiều câu hỏi chúng ta đã dành cho Linh. Và một trong những câu hỏi và ngày hôm nay Linh sẽ chia sẻ với chúng ta, đó là làm thế nào để chúng ta có một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống, và làm thế nào để chúng ta có được một cái sức khỏe cường tráng. Thì chúng ta sẽ cần phải một cái, đó là phải bắt đầu thành công bằng một ngày mới. Thì cái phương pháp để bắt đầu thành công với một ngày mới thì nó như thế nào? Thì đây là cái mà Linh được thầy Alan Gao, là người thầy của mình, đã dạy cho mình trong hơn một năm vừa qua để giúp mình có được một sự thành công. Trước đây thì mình áp dụng cái phương pháp này nhưng mình không biết đúc rút nó thành một cái phương pháp để truyền lại cho chúng ta. Nhưng khi mình gặp lại người thầy vĩ đại của mình, đó là thầy Alan Gao, thì thầy đã dạy cho mình về cái cách làm thế nào để mà truyền tải lại những cái mà để mình có được một cái sức khỏe trong xuyên suốt 10 năm qua, và làm thế nào để mình có luôn có một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống. Vậy thì cái cách này nó như thế này. Có nghĩa rằng là khi mà trong bộ 30 ngày video thì tôi cũng đã hướng dẫn chúng ta về cái cách mà chúng ta thiết lập về mục tiêu của cuộc đời của mình, thiết lập về mục tiêu trong 5 năm, thiết lập mục tiêu trong 1 năm và 1 tháng và sau đó là 1 tuần. Và mỗi ngày chúng ta có được 3 cái công việc quan trọng trong ngày hôm nay chúng ta cần phải làm, đó là gì? Vậy thì khi mà chúng ta đã có được cái đó rồi, thì khi mà chúng ta vừa mới tỉnh dậy cái, thì tôi muốn nhắc lại với chúng ta là gì? Trước khi chúng ta đi ngủ thì cái để mà chúng ta tỉnh dậy, chúng ta có một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống, thì việc mà trước khi đi ngủ đó là một việc mà chúng ta làm rất quan trọng. Đó là chúng ta cần phải cài đặt trong cái tiềm thức của chúng ta. Trước khi đi ngủ chúng ta cần phải cài đặt tiềm thức này. Tôi lấy ví dụ như thế này. Buổi tối trước khi đi ngủ thì thường là tôi để tay vào trước ngực của mình và tôi nói rằng tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Có nghĩa chúng ta hãy nhớ này, câu mà tôi nói rất đầy đủ là gì? Tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ nói rằng là tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng thì có thể trong đầu chúng ta sẽ có những câu nói 4 giờ sáng dậy được đấy, nhưng ngày mai sẽ rất là mệt, sẽ rất là đuối. Đó là những cái câu đó nó cài đặt vào trong tiềm thức của chúng ta. Và có thể chúng ta dậy được vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nhưng tỉnh dậy chúng ta vẫn cảm thấy uể oải, chúng ta cảm thấy mệt mỏi lờ đờ nguyên cả một ngày. Nhưng chúng ta cần phải nói với tiềm thức của chúng ta là tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Đó là cái câu mà chúng ta cần nói. Và khi chúng ta cài đặt được cái đó rồi, và chúng ta lặp đi lặp lại từ 5 cho đến 10 lần, sau đó chúng ta chìm vào giấc ngủ. Và sáng ngày mai, các bạn biết điều gì xảy ra? Sáng ngày mai có thể chưa cần đến 4 giờ 30 đâu, mới chỉ là 4 giờ sáng hoặc là 4 giờ 15 phút sáng thì tôi đã tỉnh dậy với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Và ngay khi mà vừa tỉnh dậy xong cái thì việc đầu tiên đó là tôi cần phải uống một ly nước lọc. Cái thứ hai đó là mình phải rửa mặt để cho nó tỉnh táo. Và thứ ba thì bắt đầu tôi mới đứng vào cái bảng mục tiêu của mình và tôi bắt đầu tôi hình dung về cái mục tiêu, hình dung về những cái điều mà ngày hôm nay mình sẽ đạt được. Thì có thể một số người thì chúng ta không hình dung, thì bằng cách đó là chúng ta có thể bằng cách ngồi thiền. Ngồi thiền thì chúng ta có thể tham khảo về một số cái phương pháp ở trên mạng. Nhưng thường thì tôi sẽ bằng cách nhắm mắt lại và hình dung về cái tương lai trong một cái mục tiêu 5 năm của mình hoặc là mục tiêu 1 năm của mình. Thì chúng ta có thể chọn lấy một cái cột mốc để chúng ta hình dung và tưởng tượng. Thì tôi luôn hình dung về cái mục tiêu của mình trong 5 năm tới. Có là mình hình dung trong tâm trí của tôi, đó là trong 5 năm tới là mình mong muốn đạt được những điều gì. Và mình hình dung về những cái điều mà trong cái 5 năm tới khi mình đạt được cái mục tiêu đó thì mình đang ở trong cái khung cảnh như thế nào, trong một cái không gian như thế nào, ở đó có những ai và mọi người đang nói gì với mình, và mình thì đang nói gì với mọi người. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải hình dung về tưởng tượng như nó đang xảy ra ngay bây giờ, ngay lúc này. Đó là cái mà chúng ta cần hình dung. Và sau đó thì tôi mới dùng một cái phương pháp nữa, đó là tôi biết ơn về tất cả mọi thứ đến với cuộc đời của mình. Tôi biết ơn về cái sức khỏe của tôi. Đó thì trong cái video ngày 29
của trong bộ 30 ngày về phát triển bản thân. Thì tôi có làm một cái video như vậy, là chúng ta hãy coi cái video đó. Thì tôi biết ơn về việc mà tiền bạc nó đến với cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn về gia đình của mình, biết ơn về vợ của tôi, biết ơn về ba mẹ của mình, biết ơn về tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Đó là chúng ta phải hình dung và chúng ta biết ơn về tất cả mọi thứ đến với cuộc đời của chúng ta. Đó là cái mà chúng ta cần phải làm được. Ok, đó là cái về hình dung về lòng biết ơn. Thì khi mà chúng ta về hình dung về lòng biết ơn thì chúng ta cảm thấy rất là bình an, chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, và mọi điều tốt đẹp nó liên tục nó đến với cuộc sống của chúng ta. Và sau đó thì tôi mới dành ra 20 phút kế tiếp, đó là viết ra 5 cái top 5. Đó là 5 điều. Cái top 5 đó là gì? 5 cái mục tiêu trong cuộc đời, 5 cái mục tiêu trong 5 năm, 5 cái mục tiêu trong 1 năm, 5 cái mục tiêu trong 1 tháng, 5 cái mục tiêu trong tuần này và 5 cái mục tiêu trong ngày hôm nay mình cần phải đạt được. Đó là cái top 5. Và đều đặn mỗi ngày như vậy tôi đều viết về cái top 5 của mình. Thì đó là cái để chúng ta bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống. Và để mà một ngày chúng ta làm việc hiệu quả và đạt được cái thành công đó, thì cứ 2 tiếng một lần thì tôi lại đọc về cái mục tiêu của mình. Cứ 2 tiếng một lần tôi lại đọc mục tiêu của mình một lần. Và sau khi đặt mục tiêu xong thì tôi lại say yes, yes và yes. Đó là chúng ta kích hoạt và neo cái cảm xúc của chúng ta vào trong tâm trí của chúng ta. Và khi chúng ta bắt đầu một ngày mới, chúng ta làm việc như vậy thôi, thì cơ thể chúng ta rất tràn đầy năng lượng và tràn đầy sức sống. Và đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay. Nên bắt đầu tổng hợp lại một buổi sáng chúng ta bắt đầu là gì? Thứ nhất, trước khi mà chúng ta tỉnh dậy, trước khi đi ngủ, chúng ta nói là sáng ngày mai tôi muốn dậy vào lúc 4:30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, khi mà chúng ta vừa tỉnh dậy cái thì chúng ta phải cần phải uống một ly nước lọc để chúng ta thanh lọc cơ thể của chúng ta. Thứ hai, và thứ ba, đó là chúng ta vào rửa mặt, đúng không? Và chúng ta tắm. Và bước thứ tư, đó là chúng ta cần phải hình dung đứng trước bảng mục tiêu của mình đó. Chúng ta hình dung về mục tiêu trong 5 năm tới, hoặc là 10 năm tới, hoặc là 1 năm tới. Cái mà chúng ta muốn đạt được đó là gì? Chúng ta hình dung và tưởng tượng nó như thể nó đã xảy ra ngay bây giờ. Và bước kế tiếp là chúng ta cần phải thiền. Chúng ta cần phải, bước từ kế tiếp đó là chúng ta cần phải viết ra cái top 5. Chúng ta viết ra top 5, đó là 5 cái mục tiêu trong cuộc đời của mình, 5 cái mục tiêu trong 5 năm, 5 cái mục tiêu trong 1 tháng, 5 cái mục tiêu trong 1 tuần và 5 cái mục tiêu trong ngày hôm nay. Và kế tiếp đó là nguyên cả một ngày đó. Thì khi mà chúng ta làm việc cứ 2 tiếng một lần, chúng ta lại đọc về mục tiêu và chúng ta say yes để chúng ta kích hoạt cái năng lượng và chúng ta cài đặt vào tiềm thức của chúng ta. Và chúng ta làm đi làm lại liên tục như vậy trong một ngày, thì chúng ta sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng và sức sống. Và một ngày chúng ta đạt được mục tiêu thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tuần, mục tiêu tuần chúng ta đạt được thì mục tiêu tháng chúng ta đạt được, mục tiêu tháng chúng ta đạt được thì mục tiêu năm chúng ta đạt được, mục tiêu năm chúng ta đạt được thì mục tiêu 5 năm chúng ta đạt được, mục tiêu 5 năm đạt được thì mục tiêu cuộc đời chúng ta đạt được. Và đó là cách mà để tôi chinh phục những cái mục tiêu trong cuộc sống, cách mà để tôi chinh phục những cái thành công trong cuộc sống của mình. Và cảm ơn tất cả chúng ta đã theo dõi video của tôi. Hãy bấm vào subscribe cái kênh này và bấm vào nút chuông. Hãy nhớ bấm vào nút chuông và chúng ta share cái video này về trên tường cá nhân của mình để giúp cho những người bạn của mình biết về những cái kiến thức bổ ích mà tôi chia sẻ xuyên suốt trong cái series về chủ đề về thành công ở trong cái kênh YouTube của mình. Và hãy chờ đón cái video kế tiếp vào buổi tối thứ hai tuần sau. Nhớ là 9 giờ tối vào thứ hai tuần sau. Chúng ta hãy lưu vào lịch của chúng ta vào tối thứ hai tuần sau để chúng ta vào kịp xem cái video của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Xin chào. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại, đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video, những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.